Một người đàn ông đã manh động gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các tỉnh Long An, Tiền Giang và Bến Tre, khiến cho bà con ở những địa phương này vô cùng bất an. Được biết, đối tượng liên tục di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác nhằm trốn tránh công an. Ngay sau đó, cơ quan chức năng của tỉnh đã phối hợp điều tra, vây bắt đối tượng tinh vi này. Thưa quý vị, y là ai? Thông tin chi tiết sẽ được nối tiếp ngay sau đây. Qua điều tra truy vết, lực lượng công an xác định đối tượng Phùng Văn Tấn Lực sinh năm 1990, ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, đang di chuyển trên đường theo hướng về cầu Rạch Miễu, tỉnh Bến Tre. Ngay lập tức, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bến Tre và công an tỉnh Tiền Giang nhanh chóng tổ chức truy bắt đối tượng. Khi đến khu vực trạm thu phí cầu Rạch Miễu thấy công an, đối tượng liền bỏ lại xe mô tô chạy trốn vào khu vườn dừa ven sông Tiền. Ngay sau đó, lực lượng chức năng bố trí lực lượng tổ chức bao vây khu vực đối tượng lẩn trốn. Sau 2 giờ khẩn trương truy tìm, công an bắt giữ Lực. Tại cơ quan công an, Phùng Văn Tấn Lực thừa nhận là thủ phạm thực hiện 4 vụ cướp giật tài sản tại Long An, Tiền Giang và Bến Tre. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng phối hợp điều tra làm rõ.